trình cai nghiện ma túy. Đối với vâng, xin cảm ơn thính giả. Vâng, và nhanh chóng, tiện lợi, lại đỡ tốn kém nữa. Đó là mà điều chúng ta không thể phủ nhận với hình thức mời cưới online. Và nhiều cặp đôi khi mà lựa chọn cách này cũng coi như thế mới là hợp thời ạ. Và tuy nhiên không hẳn ai cũng có suy nghĩ như vậy, kể cả giới trẻ. Xin mời ông Trần Hữu Sơn mời quý vị cùng nghe một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên VV2 thực hiện để thấy rõ hơn về điều này ạ. Đám cưới lèo tèo vài bàn khách, cô dâu thẫn thờ ngồi lướt Facebook, tin nhắn khắp nơi dồn dập đổ về với biết bao lời chúc tụng xin lỗi không đến được vì bạn hữu xa xôi. Câu chuyện có thật từ việc mời cưới online của một cô dâu trẻ. Bạn Lê Đức Minh, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội cho rằng cũng chẳng trách được, bởi mời kiểu nào, trao kiểu đấy thôi. Cái này nó không phù hợp với cái văn hóa của Việt Nam, không thể hiện cái tình cảm, cái sự trân trọng của cái người mời. Thứ hai là cái văn hóa của mình nó không phù hợp đấy. Chứ còn thực tế là công nghệ 4.0 thì nó rất là tốt, nhưng mà nó tùy vào trong cái tình huống. Và nhất là trong cái vấn đề này là vấn đề tình cảm. Theo tôi nghĩ rằng là ta phải mời trực tiếp nó hay hơn. Nếu mà không thể trực tiếp đến mời được ấy, có thể gọi điện mà. Trường hợp khác, Nguyễn Tiến Đạt, 24 tuổi, ở Hà Nội kể, được một người bạn đại học mời cưới bằng cách post lên trên Facebook hình ảnh tấm thiệp mời, tác tên anh cùng gần 100 người khác với nội dung: ngày mình cưới chồng, các bạn về chung vui nhé. Ở xa không gửi thiệp mời được, mong các bạn thông cảm. Đọc xong lời mời như thông cáo báo chí này, anh Đạt cảm thấy chán nản và khó có thể cảm thông. Cũng chẳng hiểu đây là lời mời thật lòng hay chỉ là xã giao. Việc cưới xin là quan trọng cả một đời, mà nếu mà kiểu mà mời cưới qua online hay qua Facebook mọi thứ ấy, không biết là họ có quan trọng về cái vấn đề này quá hay không, nhưng mà tôi thì tôi đánh giá là không thể hiện được tấm lòng chân thành của mình. Chắc là tôi cũng sẽ gửi chút quà chứ tôi cũng không đến dự nữa. Bạn trẻ Lê Thị Tình cũng ở Hà Nội cho biết vừa nhận được tấm thiệp mời từ Zalo của một người bạn mới quen. Tấm thiệp với thời gian, địa điểm rất rõ nhưng không ghi tên người nhận. Đáng nói hơn, khoảng cách từ chỗ người bạn này đến nơi Tình ở chỉ vài cây số. Điều này khiến cô cảm thấy bức xúc. Điện thoại cũng không đáng nói là gì cả, nhưng chỉ có một cuộc thông tin, một tiếng nói, tự nhiên mình tốt ra được cái lời nói, người với người nó gắn kết gần hơn. Chứ còn nói thật, bây giờ trên Zalo thì nói thật, bạn với tôi có vẻ xa lạ, càng khó gần. Nhiều khi là mình lại đặt ra câu hỏi rằng chắc gì đấy là phải người thân của mình, hay là lại một lời chào mời cái gì đấy nó mang cái tính chất là không thật với nhau. Sự phát triển của mạng xã hội 4.0 mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống mỗi người, giúp chúng ta có thể liên lạc từ xa mỗi khi có việc gấp, vừa nhanh chóng, thuận tiện mà lại không tốn phí, chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn. Thế nhưng, mời cưới kiểu này, liệu có nên? Ông nghĩ sao khi nghe phóng sự rồi ạ? Tôi thấy các bạn trẻ trả lời rất là đúng. Nó rất đúng với cái văn hóa của Việt Nam. Mặc dù văn hóa đã chuyển giai đoạn rồi, không còn cái giai đoạn làm nông nghiệp thời gian dài theo mùa vụ nữa, mà bây giờ thời gian là rất là có giá trị, thời gian là rất là khẩn thiết. Thế vì thế mà người ta chỉ cần thông báo. Thế nhưng dù thời gian nó ít như thế, thì dù là ngắn gọn như thế, thế nhưng người Việt Nam bao giờ cũng như các bạn vừa nói, lời chào cao hơn mông cỗ, nó là văn hóa mời. Thì cũng như vậy thôi, nhưng các bạn ấy đừng đưa lên Facebook, đừng đưa một cái thông cáo như kiểu thông cáo báo chí, mà trước khi đưa lên thì với từng đối tượng ta có thể gọi điện bảo em không về được, bác thông cảm cho, nhà xa quá, tự dưng hai hôm nay nó tắc đường chứ, cái đoạn ấy đi khó, thế thì bác thông cảm cho em đấy, cho em sẽ gửi bác như vậy như vậy. Thế thì người ta nghe cũng thông cảm, người ta cũng thế, chứ nếu không thì người ta hãy không đến. Và hoặc là người ta đến là người ta chỉ gửi quà theo kiểu chót thôi, vì nó không có cái bề dày của văn hóa, cho người ta ứng xử lại cũng không cần cái kiểu bề dày đấy, mà nó ứng xử cốt cho nó xong. Nhưng mà họ thông báo thế thì ta cũng đáp lại thông báo thôi cho nó xong. Thì tôi nghĩ cái phản ứng, cái ứng xử của các bạn trẻ vừa rồi cũng rất đúng. Vâng, xin cảm ơn ông. Cũng có một thính giả trên Facebook online cũng hỏi về là việc mấy ông bà già làm gì mà có Zalo thì ở quê thì họ không thích mời miệng trực tiếp, không thích nhận thiệp, thì ông có ý kiến nhỉ? À, cái đấy cái bạn nói rất đúng.
vì tôi vừa nói là nó tùy theo từng đối tượng đấy, tùy theo từng vùng. Ví dụ như ở đô thị này, ví dụ lớp trẻ thì có thể mời theo kiểu như thế nhưng phải có điện. Nhưng với ở vùng quê thì tôi thấy anh thủ trưởng cũ của tôi rất già rồi, 70 tuổi, bảo hôm nay tớ phải về quê mời cưới, và thế bác đi mấy ngày, mình phải đi 2 ngày thì mới hết cả làng được. Sao bác cẩn thận thế, bác không gì cả? Bác không, cái lời chào quan trọng lắm. Ngày xưa người ta mời mình như nào, bây giờ chén ép về, dù là thủ trưởng về hưu nhưng cũng phải mời chứ nào. Thế là bác rất trân trọng. Hai vợ chồng về và đến tận từng nhà một mời. Thì tôi thấy ở đấy là cái ứng xử, tức là ta ứng xử cho tùy vùng. Có nơi thì ta dùng điện thoại, có nơi thì ta phải đến tận nơi, nhưng cũng có nơi thì ta thông cảm. Rồi từng đối tượng già thì ta mời như thế nào, người bề trên ta mời ra sao, còn người ngang ta mời như thế nào, với các bạn trẻ thì ta mời ra sao. Tức là ta phải linh hoạt đi. Người Việt Nam có cái truyền thống là thích ứng, là linh hoạt, thì ta cũng nên linh hoạt. Nhưng đừng nhầm vai. Ví dụ như tôi trẻ này, tôi lại mời những ông già bằng kiểu như thế, thì thấy người ta bảo à, thế là hỗn xược. Thậm chí tôi là con thôi, tôi mời thay bố tôi cũng không được. Đấy là vai của ông bố phải đi mời, chứ sao con mời. Tất cả những chuyện này, cả những quan sự, tất cả những sự đó nó tạo thành văn hóa. Cho nên ta đừng bảo từ chối là à, thời 4.0 rồi, ta sẽ bỏ hết. Thế thì không đúng. À, vâng, đúng là môn chuyện giờ khóc giờ cười với mời cưới online. À, tôi còn biết có cái trường hợp gia chủ thì lập hẳn một cái trang web